chi 35 triệu để cày view cho sub tùng sẽ như thế nào. Cheers và xin chào mọi người đã quay trở lại với Hacom. Và với 35 triệu này thì Minh Phong sẽ mua một chiếc màn siêu to khổng lồ lên tới 32 inch đến từ nhà MSI để cày view cho sếp cực kỳ mượt mà luôn. Và đó chính là chiếc MSI MBG 321 Ultra X. Và màn hình này được trang bị tấm nền QD OLED với độ phân giải là 4K và Ultra HD và tần số quét lên tới 240Hz cơ mọi người ạ. Và tốc độ xử lý thì chưa đến 0.03 mili giây, cho nên là cái tốc độ phản hồi nhanh như thế này thì cái việc xem video của sếp này cũng như là cày view vô cùng thoải mái luôn. Ngoài ra thì trên tấm màn MSI này còn trang bị thêm một công nghệ đó là OLED Care 2.0, giúp bảo vệ tấm nền của chúng ta cũng như là giảm tình trạng hay là khả năng bị burn-in này. Và cái công nghệ OLED Care 2.0 này có nhiều tính năng khác nữa, như đó là Visual Shield này, Panel Protect này. Và cái chế độ bảo vệ màn OLED Care 2.0 này còn được bảo hành lên đến tận 3 năm với những tấm màn QD OLED đó mọi người ạ. Và hai cái điểm trên MSI cạnh tranh với các hãng đối thủ đó là ứng dụng Game Intelligence, dễ dàng thiết lập game cũng như là thiết lập màn hình gaming này, và cho phép chỉ cần dùng bàn phím và chuột để thiết lập cấu hình cho màn hình, không cần dùng nút trên chính chiếc màn hình này, và tùy chọn phím tắt để chuyển đổi khi chơi game khác nhau. Và khi Minh Phong vào trải nghiệm MSI Gaming Intelligence ấy, thì nó sẽ có rất nhiều tính năng cho chúng ta tha hồ tùy chỉnh, đó là Standard này, Ray Tracing này, Tool này, Split Key này hay là Macro Key này. Thì ở phần Standard này chúng ta có thể thấy có thể điều chỉnh FPS này, Ray Tracing này, RTS này. Rồi đấy, có rất nhiều cho mọi người tùy chỉnh luôn. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm ứng dụng đó là Setting. Ở trong cái phần Setting này thì sẽ có là System Setting, Hotkey Setting và Navi Key. Đó, những cái ứng dụng mà Gaming Intelligence mang lại thì cho chúng ta cũng như là tạo cảm giác cho chiếc màn hình của chúng ta xịn sò hơn khi mà chúng ta điều chỉnh các cái tính năng này cho phù hợp với ánh nhìn của mình này. Hoặc là kiểu như cái màn hình xịn như thế này còn gì mà phải bàn cãi nữa, đúng không mọi người ạ? Với những thông số khủng như thế này thì rất có lợi trong những cái thể loại game mà bắn súng này có góc nhìn thứ nhất, hay là chiến đấu mô phỏng đua xe, hay là chiến thuật thời gian thực, hay là thể thao. Và những cái thể loại trò chơi này yêu cầu cái độ phản hồi phải nhanh của màn hình sẽ giúp cho bạn vượt lên trên đối thủ cạnh tranh. Cho nên là với cái tấm màn này thì các bạn không phải lo gì đâu mọi người ạ. Ui, khi mà Minh Phong cày view còn khoảng hơn 1 tiếng thì chiếc màn hình này không hề nóng một xíu nào luôn, bởi nó được trang bị bộ tản nhiệt tùy biến, cho nên là cái việc cày view ra thì chúng ta rất là phù hợp cho cái việc anh em kem thủ chơi game trong suốt nhiều giờ liền. Và cùng với đó là giống như âm nhạc đầy sắc màu của Sơn Tùng thì màn hình này cũng không ngại bất kỳ một thử thách nào đa nhiệm, với 4 cổng kết nối cực kỳ tiện lợi, đó là DisplayPort này, HDMI này và Type-C. Cuối cùng là nguồn 90W đảm bảo năng lượng liên tục này, mang lại trải nghiệm giải trí liền mạch, chẳng gác nào dòng nhạc bật lên mọi người ạ. Và bây giờ Minh Phong sẽ dùng cái thiết bị đo màu này cho cái chiếc màn MSI này và xem thử là cái độ chuẩn màu này cũng như là tất cả cái màu sắc ở trên chiếc màn này nó có chuẩn hay không nhá. Và các bạn cũng có thể xem trên màn hình là cái bảng tỷ lệ đo độ sai màu này, và trung bình là 0.69 và cao nhất là 1.48 và thấp nhất là 0.12. Và cái độ sai in ấy là tương đương với là 1F ấy, mọi người có thể thấy này là 0.77, và so sánh với các cái màn khác mà Minh Phong hay đo thì 0.77 nó sẽ cho ra một cái thước màu ổn định này cũng như là sắc nét nhất, cho nên là các bạn cứ yên tâm. Đấy. Và chúng ta có thể thấy chiếc màn MSI MBG 321 Ultra X này thì có 100% độ sRGB này, 95% Adobe RGB và cùng với đó là 98% DCI-B3. Đấy, rất là cao luôn đúng mọi người ơi. Và với cái thông số cao như thế này thì cái việc chơi game thì khỏi phải bàn. Còn mà đi chuyên sâu hơn ở cái việc thiết kế đồ họa cũng như là edit hay là thiết kế ảnh ý, thì cái chiếc màn này cần tốc. Và các bạn cũng đừng quên nhanh chân đến ngay Hacom để tham gia chia sẻ trải nghiệm với chương trình đó là Soundteam Alpha MSI để nhận những giá trị giải thưởng lên tới 2 triệu đồng. Còn bây giờ các bạn đừng quên ấn nút đăng ký cũng như là subscribe để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hacom nha.